Mến chào toàn thể quý vị và các bạn, mến chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hôm nay thì thật sự thì Năm muốn chia sẻ với mọi người một chút, mình tìm hiểu một chút về về cái con gà. Con gà thì mỗi chúng ta ai cũng chẳng có lạ lẫm gì hết, ít nhiều chúng ta cũng đã được ăn thịt gà. Nên thường thì chúng ta ăn thịt gà nhưng mà chúng ta cũng không biết nhiều về con gà nó như thế nào. Thôi thì chúng ta cùng theo dõi một chút nha. Mời các bạn. Gà hay gà nhà, kê là một loài chim đã được con người thuần hóa cách đây hàng nghìn năm. Một số ý kiến cho rằng loài này có thủy tổ từ loài chim hoang dã ở Ấn Độ và loài gà rừng lông đỏ nhiệt đới ở vùng Đông Nam Á trong thế giới loài chim. Gà là loài vật có số lượng áp đảo nhất với 24 tỷ cá thể. Con người chúng ta thường sử dụng thịt gà, trứng gà và lông gà. Ngoài ra, ngày nay người ta còn dùng gà để làm các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong các ngành sinh học, vật lý, hóa học. Gà là loại ăn tạp trong tự nhiên. Chúng thường bới đất tìm hạt cây, côn trùng, thằn lằn hoặc chuột nhắt con. Tuổi thọ của gà có thể từ 5 đến 10 năm tùy theo giống. Gà trưởng thành còn có vẹt những yếm thịt trên cổ phía dưới mỏ. Cả gà trống và gà mái đều có mào và yếm thịt. Tuy nhiên, ở đa số giống gà thì những đặc điểm này chỉ nổi bật ở gà trống. Ở một số giống xảy ra đột biến khiến dưới đầu gà có một phần lông trông như, tựa như râu ở người. Gà là loài chim sống thành đàn. Cách chúng tiếp cận mang tính cộng đồng đối với việc ấp trứng và nuôi gà con. Các cá thể gà trong đàn sẽ giành giật nhau chiếm ưu thế, thiết lập ra một cái gọi là tôn ti xã hội. Trong đó, những cá thể ưu thế có đặc quyền tiếp cận thức ăn và địa điểm làm tổ. Gà trống thường gáy to vào buổi sáng, tiếng gáy của gà trống thường có âm lượng lớn, thỉnh thoảng gây chói tai. Còn là tín hiệu thông báo cho các gà trống khác về lãnh thổ. Tuy nhiên, gà có thể gáy khi bất cơ ngờ bị phá rối. Gà mái cục tác ầm ĩ sau khi đẻ trứng và khi gọi gà con. Gà cũng có tiếng kêu cảnh báo âm lượng thấp khi chúng cho rằng có sự xuất hiện của loài ăn thịt. Để bắt đầu màn tỏ tình, một số gà trống nhảy vòng tròn xung quanh hoặc gần gà mái, hạ thấp chiếc cánh gần nhất với gà mái, gọi là gù mái. Sau khi được gà mái đáp lại, cuộc giao phối có thể bắt đầu gọi là đạp mái. Trong tự nhiên, đa số gà chỉ đẻ đầy một ổ trứng rồi ngưng và bắt đầu ấp. Hành vi này được gọi là đòi ấp. Gà đòi ấp sẽ ngưng đẻ để chỉ tập trung vào việc ấp trứng. Trong một thời gian này, gà ít ra khỏi tổ để ăn hay tắm, đồng thời sẽ mổ nếu bị làm phiền hoặc bị đẩy khỏi ổ. Gà mái duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong tổ, đồng thời lật trứng trong giai đoạn đầu. Hết thời gian ấp, khoảng 21 ngày, trứng gà sẽ nở. Gà con mổ một lỗ thở trên vỏ trứng, thường là để ở phần trên của quả trứng. Gà con sau đó nghỉ ngơi trong vài giờ và hấp thụ phần lòng đỏ trứng còn lại trước khi tiếp tục mổ cho đến khi lớp vỏ vỡ ra thành một cái nắp. Chúng chui ra khỏi vỏ và bộ lông được làm khô dưới sức ấm của tổ. Và thật sự thì Năm biết tất cả chúng ta ở thành phố hay ở thôn quê chúng ta đều nhìn thấy con gà, không có ai mà lạ lẫm gì hết, và ăn thịt gà, những món gà mình đã thường thưởng thức hay là những món độc lạ từ gà thì chúng ta cũng đã thưởng thức. Nhưng hỏi rằng có ai nhìn thấy con gà độc lạ chưa? Đây là điều mà Năm muốn gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng coi có gì độc lạ từ con gà. Hôm nay thì vô tình Năm được tham dự một cái buổi tiệc nho nhỏ thôi. Trong buổi tiệc đó, khi ngồi nói chuyện thì xuất hiện một chú gà. Các bạn biết sao không?
Chú gà rất lạ lẫm luôn, mọi người cùng để ý và theo dõi tiếp tục nhé. Đúng là gà độc lạ, lạ thiệt lạ nha mọi người. Đây các bạn chú ý đi, chú gà này có gì độc lạ? Các bạn hãy quan sát kỹ nha. Chúng ta hãy cùng quan sát thật kỹ nha, chú gà này có gì độc lạ? Để giới thiệu với các bạn một chút, vì Năm cũng vô tình và biết được cái chú gà này. Chú gà cũng là một chú gà bình thường như ba chú gà khác. Đây là một chú gà tre nha các bạn. Và thoạt nhìn thì Năm cứ tưởng đây là một chú gà nòi. Nhưng không phải các bạn. Chủ nhân của chú gà đã cho biết đây không phải là gà nòi mà là gà tre. Và Năm hỏi tại sao nó lại không có lông nhiều chỗ vậy? Và các bạn cùng theo dõi cái đoạn clip sau đây nha. Mời các bạn coi chủ nhân của chú gà này nói chuyện gì và với chúng ta về chú gà nha. Con gà nó khác mới biết là Còn ba mấy ngày dài là của anh em mình á. chú thay qua thầy đang quay video á, nói là gà Việt Nam đeo bông tai, gà mình nuôi có khác. Bạn có nhiều nhiều bạn có tiền á, tiền của bác ông á. Gà đeo bông tai, gà Việt Nam. Bà làm đi, bà làm rồi. Tôi thấy không. Nhà họ nó chửi nó có nó chửi cũng có tiền đúng rồi, vui vui đó là người ta có nghề ông ơi, đó là người ta có nghề, còn mình chân thật không à, bà Năm quay con lên đang vuốt để cho thế giới nhìn thấy là tại sao ông Út này ông cũng nghịch nghịch phải không à. Việt Nam đeo bông tai, gà này mà chưa cái phải bông tai này của chú ông Út là mua là ba triệu hai, ba triệu hai, ba triệu hai không bán rồi. Quan trọng con gà không có lợi nhiều á, nhưng mà cái quan trọng cái bông tai thôi, biểu diễn chơi vậy thôi chứ còn tự nhiên cái vàng như treo như gà còn à, nếu mà giống ít ô cái nữa thì thêm cái sợi dây cổ nó đáng nhiều đối với con ông gà chủ. này. Mua nhiêu vậy ông Út? Ở con gà này không đáng giá, nhưng mà cái bông tai á là mình chơi, với lại bữa nào mình mua mình chưa có tiền, bữa nào mình mua cho chú một cái sợi dây chuyền giống như ít ô à, không có gì hết á. Cuộc sống mà Mọi con người người thấy ta không? với con vật Mà nó vậy thôi dây à. chuyền đeo cổ rồi, còn dây chuyền đeo chân rồi. Dây chuyền đeo cổ, cái Mọi lắc người đeo thấy chân. không? Thấy bông tai của gà không mọi Đúng người? rồi, Đây mình làm về chưa, mọi mình người mới thấy nè. Thấy không? Mình lên à. đây nha. Không, Đây nữa nè. em đứng yên để cho mọi người sờ mó luôn rồi đó, đó. Đã không mọi người? Em Nó đứng đã yên luôn luôn ha. đó. Màu của em cứ đỏ tươi. Em bảo chứ chừng đậu Ủa do con đông chết gà thì này em mới ông chết Út nuôi bao lâu rồi? thôi. Không có, tại vì người ta giục ở Người ngoài ta bỏ đường á nó. là nó gần chết rồi. Nhưng mà mình mua về bắt về là uống Cứu thuốc men cứu sống rồi. Chứ không có quan trọng gì, chỉ nghĩ là nó giống như con người ta, nó sống là được rồi. Ok. Chứ tiền bạc làm cái gì? Vậy là chú gà này Anh cũng rất là cảm ơn nhẹ ông Út bạn lắm nha, đây chứ nè. không phải là nó bị bệnh nó đứng yên à. Đâu có, này tại vì nó đã lên tay Nó chủ nó mới quen đứng. với ông Út rồi. À, chứ còn thẳng đó ra là giờ ai bắt cũng hơi khó nha. Dạ, gà kia chứ nó có cái tu à. Nè. Tôi gì nó chỉ thấy đồ, ông Út thôi hết rồi. Cái ông Khải là gặp ông Dân ông chỉ đưa vô. Chứ nhìn nó vậy không phải là nó yếu bệnh gì thả cái nó Dạ không? không phải bắt Nên được là đâu, đúng người nó khỏe người mạnh trên nó mới lòng chủ á, do vậy nó mới được im vậy luôn nha các nhưng bạn. mà thả thử thử à thả xuống đó, đi có bắt bắt hơi bị không? mệt đó, ơi khó đó chưa dẫn Dạ đâu nha. không, có mọi người có thấy À con gà mà đeo bông tai bây giờ đây là lần đầu tiên đúng đâu không các không cần lắc lư luôn nữa bạn? không Nó biểu diễn đó mọi người ơi. Nếu mọi người thích thì cho xin một like. Đấy chưa? Mọi người thấy không, em là nhỏ nhưng em khoái chơi với cái gì là súc vật nó thích mình và mình thích nó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Năm Súng nha. Các bạn thấy video này hay và vui vui thì các bạn hãy share cho nhiều người cùng biết. Đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi kênh của Năm Súng coi có gì lạ không ha. Nhưng mà thấy cái tưởng là nó bệnh nó nằm im mà không có đâu, thả xuống không ai bắt được nè, nó thả xuống đó. nha, thả Đó xuống nè, cho Năm Súng quay nha. Đó, đó chạy. Mọi người thấy không? Nó chạy rồi đó. Ai bắt được rồi cho tiền luôn. Thấy chưa? Thả xuống là ảnh đi liền Chị nha. Chủ Chứ không bắt được chứ không mọi ai người bắt thấy được. hấp dẫn không? Chỉ chủ á thôi.
Các bạn biết á, khi chú gà này mà thả xuống là không ai bắt được hết, chỉ có người mà nuôi chú gà này thì mới bắt được thôi. Và các bạn thấy sao, trên người chú gà này có nhiều chỗ không có lông là vì chú này trước đây là chú bị bệnh á, rồi người ta bỏ ra đường thì những cái lông nó bị rớt xuống, nó rụng hết. Và chú này, chú chủ này mới thấy tội nghiệp và đem về nuôi cho nó uống thuốc như người vậy đó. Sau chú đã bình phục và đã lớn nhanh luôn. Chứ lúc trước thì chú nhỏ xíu bằng 1/3 hiện tại thôi. Đúng là như câu ông cha ta thường nói, nhân sao vật vậy. May mắn là chú gà này gặp được cái ông Út này, ổng nuôi đó. Ông này ổng rất nuôi mấy con vật như vậy đó mọi người. Chỉ là một chút để thư giãn ha các bạn. Vì chúng ta thường ăn thịt gà mà đôi lúc chúng ta cũng không hiểu lắm về con gà, đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.